Chào bạn, mình là Ngọc Thúy. Hiện tại mình đang quản lý sản phẩm trong trang siêu thị trực tuyến Cora Shop 24h.com. Thưa các bạn, ngày nay tỷ lệ mắc bệnh máu nhiễm mỡ ở Việt Nam rất cao. Máu nhiễm mỡ là một trong những bệnh rất nguy hiểm và phổ biến ngày nay. Khi đời sống người dân ngày được nâng cao, thì nếu không có chế độ ăn uống phù hợp sẽ là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh máu nhiễm mỡ. Máu nhiễm mỡ kiêng ăn gì và nên ăn gì là điều mà bất cứ người nào ai cũng quan tâm tới hiện nay. Bởi vì chế độ ăn uống hợp lý là vô cùng cần thiết với những người bị máu nhiễm mỡ, sẽ giúp họ có thể phòng và ngừa bệnh. Ngược lại, nếu ăn uống không đúng cách, có thể vô tình làm hại đến chính bản thân của bạn. Vậy trong video ngày hôm nay, Ngọc Thúy sẽ chia sẻ cho các bạn khi bị máu nhiễm mỡ thì nên duy trì chế độ ăn như thế nào và cách phòng tránh ra sao để chúng ta bảo vệ được sức khỏe của mình và gia đình. Nếu như bạn đã biết được bệnh máu nhiễm mỡ nguy hại cho cơ thể như thế nào, bạn cũng nên biết tới nên kiêng ăn những loại thực phẩm gì để tránh nguy cơ mắc bệnh ở bạn. Sau đây là những loại thực phẩm bạn nên hạn chế khi bị máu nhiễm mỡ. Khi bị máu nhiễm mỡ, kiêng ăn nhiều đồ dầu mỡ. Đồ ăn nhiều dầu mỡ, đặc biệt là những loại đồ ăn chiên xào rán mà rất nhiều người trong chúng ta sử dụng hàng ngày. Vì đồ ăn chiên xào rán rất ngon, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ thừa chất béo xấu, gây nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh đối với cơ thể. Dầu ăn chiên đi rán lại nhiều lần, mỡ động vật đều là những loại chất béo không có lợi cho cơ thể, và nhất là đối với hệ tim mạch, sử dụng thường xuyên sẽ khiến cho gan làm việc nhiều hơn, hệ tim mạch bị ảnh hưởng và suy giảm sức khỏe của bạn. Vậy nên bạn hãy hạn chế tối đa khi sử dụng những loại đồ ăn này hàng ngày. Ngoài ra, khi bị máu nhiễm mỡ, chúng ta cần phải hạn chế ăn những thịt màu đỏ. Thịt từ những loại động vật sẽ cung cấp đạm protein và các chất vô cùng phong phú. Nhưng cũng không nhiều người biết được rằng nếu như không được sử dụng đúng cách và sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Các loại thịt màu đỏ như trâu, bò, chó, đặc biệt là những loại thịt được sử dụng trong các loại đồ ăn nhanh, đồ nướng, đồ chiên xào, là những loại thịt vô cùng độc hại cho cơ thể. Chúng ẩn chứa nhiều cholesterol cao, kèm theo đó là những chất phụ gia không tốt cho cơ thể nếu như bạn hấp thụ phải, và hạn chế những loại đồ ăn nhanh được bày bán và chế biến sẵn để bảo vệ cơ thể của mình. Chúng ta không nên ăn nội tạng động vật. Ngoài mỡ động vật, nội tạng động vật cũng là thứ mà các bạn nên hạn chế và tránh xa, bởi vì nội tạng động vật chứa rất nhiều chất độc hại mà động vật hấp thụ chưa qua đào thải. Chúng ta sử dụng nhiều nội tạng động vật, vô tình đã mắc cơ số các loại bệnh khác nhau mà không hề hay biết. Ngoài ra, chúng còn chứa lượng cholesterol rất cao và hàng loạt các chất nguy hại khác. Bạn hoàn toàn có thể mắc bệnh tim mạch, gút hoặc là gan thận nếu như các bạn hấp thụ phải chất trong các nội tạng này. Vậy nên hãy tìm cách tránh xa. Khi bị máu nhiễm mỡ, các bạn nên hạn chế ăn những đồ ngọt. Đồ ngọt cứ tưởng là không độc hại gì cho cơ thể, tuy nhiên nếu như bạn hấp thụ một lượng khá nhiều, chúng sẽ biến đổi thành những chất không hề tốt cho cơ thể. Cụ thể hơn là đồ ngọt chứa nhiều đường glucose và saccharose. Khi đi vào cơ thể, đường sẽ biến đổi thành nhiều chất béo khác nhau, trong đó một vài chất béo sẽ không hề có lợi cho cơ thể. Vậy nên bạn hạn chế ăn quá nhiều đồ ngọt, nên ăn một lượng vừa phải với các loại kem, bơ, đường và sữa hàng ngày. Thay vào đó, các bạn nên ăn nhiều hoa quả sẽ tốt hơn cho cơ thể. Và khi bị máu nhiễm mỡ, chúng ta nên ăn gì? Khi bị máu nhiễm mỡ, chúng ta nên ăn nhiều rau xanh. Bạn nên ăn nhiều rau củ quả có nhiều chất xơ thay vì ăn nhiều thịt. Và chúng ta nên ăn nhiều loại rau cung cấp vitamin hữu cơ cho cơ thể và giúp các bạn phòng tránh được nhiều bệnh nguy hiểm. Khi bị máu nhiễm mỡ, các bạn nên ăn những loại thịt màu trắng, vì trong những loại thịt màu trắng sẽ có nhiều đạm tốt hơn. Bạn nên ăn cá và gà. Trong cá có chứa omega 3, đây là chất béo giàu dinh dưỡng và là cực kỳ có lợi cho cơ thể, thay cho những loại chất béo không độc hại từ thịt. Bạn nên ăn những loại hạt, có một số loại hạt như là lạc, đậu phộng, vừng, chúng chứa nhiều chất béo có lợi và không bị biến đổi thành cholesterol gây hại cho cơ thể của bạn. Thêm vào đó, bạn cũng có thể sử dụng và kết hợp các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ tự nhiên để cải thiện bệnh máu nhiễm mỡ, bên cạnh việc ăn uống hợp lý để nâng cao khả năng phục hồi cho cơ thể của bạn. Theo Ngọc Thúy được biết, vào những năm gần đây, thực phẩm chức năng của Hàn Quốc như tinh dầu thuốc đỏ cao cấp Red Five đã chiếm ưu thế tại thị trường Việt Nam, vì nó không những đem lại hiệu quả tốt mà không có tác dụng phụ cho người sử dụng. Với Korea Shop 24h, chất lượng làm nên uy tín, chúng tôi luôn chọn những sản phẩm uy tín nhất và là nhà cung cấp chất lượng để đem sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng.
Nếu bạn đang gặp tình trạng về bệnh máu nhiễm mỡ mà dùng nhiều cách không khỏi thì các bạn hãy truy cập vào trang web coreashop24h.com hoặc qua hotline của chúng tôi đấy là 0904 363 985 để được tư vấn một cách tận tình nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.